Mến chào các bạn, rất hân hạnh tái ngộ cùng các bạn trong chương trình giảng trực tuyến về phương pháp phân tích dữ liệu dùng ngôn ngữ R. Hôm nay tôi lại tiếp tục loạt bài giảng liên quan đến chủ đề phân tích cụm, tiếng Anh gọi là cluster analysis. Và đây là cứ tạm coi như là bài giảng sau cùng trong trong chủ đề về phân tích cluster. Thì chương trình làm việc của chúng ta hôm nay cũng đơn giản và chắc lẽ chúng ta không cần thực hành, bởi vì tất cả những cái phần mà thực hành đó là nó đã bao gồm trong những cái slide mà tôi sẽ giới thiệu cho các bạn trong vài phút tới đây. Thì để mà ôn tập và để cho các bạn nhớ là chúng ta đã học được cái gì á, thì chúng ta đã học được bốn cái subjects, tức là đề tài á. Thứ nhất á, cái chủ đề thứ nhất á, là chúng ta đã học về cái ma trận về khoảng cách, tức là cái phương pháp mà tính cái khoảng cách giữa các cái đối tượng dùng cái dữ liệu thực tế. Cái thứ hai nữa là chúng ta đã học về cái cách mà xây dựng cái biểu đồ cây, tiếng Anh nó gọi là dendrogram á. Kế tới nữa là chúng ta đã học về cái thuật toán là gọi là K-means algorithm. Cái K-mean algorithm như các bạn còn nhớ là nó sẽ giảm về một loạt các cái dữ liệu thực tế xuống còn một số các cái cụm hay là clusters. Và chúng ta sau cùng đó là đã học về cái phương pháp mà để tìm một cái giá trị K tối ưu. K ở đây là viết tắt của chữ số clusters hay là số cụm mà cần thiết để mà chúng ta phân nhóm một cái dữ liệu. Thì đây là bốn cái phương pháp mà các bạn có thể coi nói là phương pháp, bốn phương pháp mà chủ yếu của một cái phân tích cluster. Thì bây giờ khi mình đã học xong rồi á, thì vấn đề được đặt ra là làm sao để mình tích hợp nó lại thành một cái công trình phân tích về cluster, thì trong một cái dự án hay là một cái chương trình mà phân tích về cluster đó các bạn, thì các bạn sẽ làm qua 5 bước. Bước thứ nhất là mình phải chuẩn bị dữ liệu cần thiết để mà phân tích. Bước thứ hai là hiển thị dữ liệu. Thực ra hiển thị ở đây là hiển thị cái distance matrix, tức là cái ma trận về khoảng cách. Sau đó là sẽ dùng cái phương pháp mà chúng ta học trước đây đó để mà xác định cái giá trị K tối ưu. Sau khi đã biết được giá trị K tối ưu thì bắt đầu mình mới tính cái giá trị trung bình của giá trị trung bình, nếu các bạn còn nhớ nó là centroid của mỗi cái cluster. Rồi khi mà mình đã có cái centroid của mỗi cluster thì bước sau cùng là kiểm tra nó, kiểm tra cái cluster này xem là nó có phân nhóm tốt hay không. Thì tiếng Anh nó gọi là validation. Thì năm bước đó là các bạn sẽ triển khai trong một công trình phân tích hay là nghiên cứu về cluster. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích từng bước một để cho các bạn nắm được vấn đề. Bước đầu tiên là data preparation, tức là chuẩn bị dữ liệu. Nên nhớ rằng là phân tích cluster là một phương pháp khám phá. Và cái khám phá này dựa trên những dữ liệu thực tế mà các bạn quan sát được. Dữ liệu thực tế này đa số là những biến số liên tục. Thế nhưng mà cũng có thể có những biến số gọi là phân nhóm, phân loại. Đối với các biến số mà liên tục thì việc đầu tiên mà các bạn cần phải làm là phải hoán chuyển từ cái đơn vị gốc sang cái đơn vị Z, là đơn vị Z. Thì cái đơn vị Z cho một biến số này á, là nó bằng giá trị của mỗi và cá thể trong cái biến số đó trừ cho cái giá trị trung bình của biến số đó chia cho độ lệch chuẩn của biến số đó. Tôi cứ nhắc mạnh 3 lần là của biến số đó. Ví dụ như là các bạn có cái biến độ tuổi đi, ví dụ vậy, thì cái Z này á là nó hoán chuyển từ cái đơn vị là năm, bây giờ độ tuổi thường thường chúng ta đo bằng năm, sang một cái đơn vị, sang một cái biến số không có đơn vị. Không có đơn vị là lý do là cái gì, là nếu mà người nào là tuổi là 50 đi
Và nếu mà cái giá trị trung bình của độ tuổi của cái dữ liệu mà các bạn phân tích á, là 60 đi, thì là 50 trừ cho 60. Và nếu độ lệch chuẩn bằng 10 này á, thì bởi vì độ lệch chuẩn nó có cùng đơn vị với cái giá trị trung bình và giá trị của mỗi một cá nhân, thành ra khi mà mình lấy tuổi mình chia cho tuổi á, thì coi như là không không còn đơn vị nữa. Thì nói chung đây chỉ là một cái cách mà chúng ta hoán chuyển từ một cái đơn vị thực tế sang một cái biến số không có đơn vị. Khi mà nó không có đơn vị thì cái việc mà tính toán nó dễ dàng hơn và nó có ý nghĩa hơn. Thì có lẽ là một lần sau tôi sẽ có dịp tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao mà nó có ý nghĩa hơn. Thì trong cái phân tích cluster, các bạn cần một số các cái package, các cái chương trình. Thì những cái chương trình mà rất là có ích đây là như là Factor Extra, NB Plus, phải viết y chang vậy nha, rồi Data Set, và có nó một cái chương trình cũng tương đối cũ, rồi Cluster nói cũ thế nhưng mà phân tích cũng rất là tốt. Và chúng ta sẽ làm việc với cái dữ liệu gọi là US Arrest, tức là dữ liệu liên quan đến tội phạm của 58 tiểu bang bên Mỹ á. Thì trong R nó tên là US Arrest, thành ra là tôi tạo ra một cái dữ liệu mới có cái tên ngắn hơn gọi là DF. DF bằng US Arrest, sau khi các bạn load cái dataset này thì sẽ có nó. Để mà hoán chuyển tất cả các cái biến số trong cái dữ liệu US Arrest hay là bây giờ là DF á, thì các bạn chỉ cần dùng cái hàm trong R nó tên là scale, scale rồi mở ngoặc đóng ngoặc DAF, rồi các bạn sẽ có một cái dữ liệu hoàn toàn mới và không có đơn vị. Không có đơn vị thì chúng ta dễ phân tích hơn. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là các bạn cần phải hiển thị cái Nielsen Matrix. Do đó là việc đầu tiên là chúng ta phải dùng cái hàm để mà mình tính cái Nielsen Matrix, tức là cái khoảng cách giữa các cái đối tượng. Thế nhưng mà trong R thì nó rất là may mắn là nó có một cái hàm nó gọi là get cluster tendency. Thì cái hàm này nó giúp cho nó hai việc. Cái việc thứ nhất á, là nó tính được cái khoảng cách giữa các cái đối tượng. Cái việc thứ hai nữa là nó giúp cho chúng ta đánh giá là cái dữ liệu này á có thể dùng để phân nhóm hay không. À, cái này quan trọng. Không phải dữ liệu nào cũng cũng có thể phân nhóm được nha các bạn. À, cái này tôi phải quên, tôi phải nhắc lại nhé. Là nó có những dữ liệu mà gọi là nó quá rời rạc là coi như là chúng ta không có phân nhóm được. Nhưng mà nó cũng có những đa số những dữ liệu thì nói chung thì chúng ta có thể phân nhóm được. Do đó là khi mà mấy em nghiên cứu sinh trong lab của tôi mà nó trình bày các cái nghiên cứu về cluster, đầu tiên tôi hỏi nó là mấy em đã tính cái Hopkins chưa, cái chỉ số Hopkins chưa. Cái chỉ số Hopkins này á là nó có giá trị là từ trừ 1 đến 1, mà khi mà cái giá trị nó mà gần bằng 1 á thì đó là một cái tín hiệu cho thấy rằng cái dữ liệu nó có thể giúp cho chúng ta cluster được, tức là clusterable, tức là phân nhóm được đó. Nói theo ngôn ngữ bình dân là cái đã phân nhóm được. Thì trong R nó có một cái hàm nó get cluster tendency. Nếu mà nó phân nhóm được á, nếu có thể phân nhóm được á, tức là gần bằng 1 á, thì coi như là chúng ta sẽ tiếp tục với cái dự án. Dưới đây thì các bạn sẽ thấy rằng tôi dùng cái hàm guess plus tendency của cái dữ liệu DF hồi nãy á, là N50 là mình cho nó với con số, mà con số này nó phải ít hơn, thấp hơn cái con số mà đối tượng trong cái dữ liệu của mình. Hồi nãy là cái dữ liệu mà DF hay là US Arrest là nó có 58 tiểu bang, thành ra là tôi cho nó 50, coi như là kiểu như là một cái nó gọi là initial number, nó không có ý nghĩa gì mấy đâu, initial number, nhưng nó phải thấp hơn cái số dòng nha. Nếu mà mình cho nó là 60 là không có được, nó phải 40, 50 gì thì ok. Và tôi muốn gọi là vẽ cái biểu đồ. Rồi tôi có thể dùng cái hàm gọi là CL, bây giờ tôi đưa nó vào cái đối tượng CL, nên tôi hỏi là cái Hopkins là bao nhiêu, thì nó Hopkins là bằng 0.616, gần 0.616, nó không phải là quá cao nhưng mà ít ra nó hơn 0.5, thành ra là chúng ta có thể kết luận rằng là cái dữ liệu này có thể giúp cho chúng ta làm phân tích cluster, tức là mình có thể phân nhóm được. Sau đó là tôi sẽ vẽ cái biểu đồ đó bằng cách là print
cái CL plot. Thì ở đây các bạn thấy rằng nó vẽ cái distance matrix, thì những cái mà giá trị mà nó gần gần giống nhau như thế này các bạn, có nghĩa là nó nằm trong một nhóm cluster đó, trong nhóm cluster đây là một nhóm, đây là hai nhóm, đây là ba nhóm, vân 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 vân. Thì nó cũng tương đối là nhất quán với cái chỉ số mà Hopkins, là bởi vì là nó không hẳn là quá tốt nhưng mà nó cũng ok, thành ra là chúng ta hài lòng với cái chuyện có thể phân nhóm, và chúng ta sẽ đi đến bước thứ ba. Bước thứ ba là mình sẽ xác định cái số cluster tối ưu. Thì nó có tới 30 phương pháp mà chúng ta xác định cái chỉ số K này á. Nhưng mà một cái phương pháp mà tôi rất là thích và rất là tâm đắc và lúc nào cũng khuyến cáo các bạn nên sử dụng đó, nó gọi là gap statistic. Thì phương pháp này mình chỉ tính cái chỉ số gọi là G, chúng ta chỉ gap á, là dùng cái hàm gọi là plus gap, nó viết tắt y chang như vậy trong cái package gọi là cluster. Rồi sau đó mình vẽ nó. Thành ra là class gap là cái tên cái dữ liệu mà mình đã chuẩn hóa rồi đó, tức là đã tính tất cả z á, là cái thuật toán là k means, và cái bước ban đầu mình cho nó là 25, bởi vì khi mà các bạn tính k means thì các bạn còn nhớ là mình phải cho nó một cái số bắt đầu, và mình nói rằng maximum là 10. Và bởi vì cái thuật toán mà chi này á, phương pháp chi này nó phải lấy mẫu bootstrap, do đó là tôi nói rằng sẽ lấy 100 bootstrap, mà tức là 100 mẫu mà có hoàn lại đó. Rồi tôi sẽ dùng cái hàm gọi là fvis gap state, rồi cái gap, tức là đối tượng gap này, thì nó sẽ cho các bạn một cái biểu đồ nó như thế này. Thì cái biểu đồ này chúng ta thấy là cái trục hoành là cái số cluster. Cái trục tung này là cái giá trị của gap, mà như các bạn thấy là cái biểu đồ này nó tự động nó cho chúng ta biết rằng là có lẽ cái số lượng mà cái số cluster mà tối ưu đó có lẽ là bằng 3, nhìn thấy có 4 cũng được, nhưng mà sau đó thì nó lại giảm, thì có lẽ là từ 3 đến 4 thì nó không có thay đổi gì mấy, do đó là người ta chọn là coi như là 3 cluster. Nhưng mà cái cách mà chúng ta đọc và chọn cái số cluster này, tôi phải nhấn mạnh một lần nữa là nó mang tính rất là chủ quan. Trong cái bài giảng trước đây hình như tôi có nói một câu là tất cả các cái mà cách mà chúng ta chọn K đều là mang tính chủ quan, do đó là mình phải chấp nhận sự thật đó thôi. Ok, bước kế tiếp đó là chúng ta sẽ, khi mà mình xác định được cái K nó là bao nhiêu, trong trường hợp này là bằng 3, thì mình sẽ tính cái centroid bằng cách dùng cái thuật toán gọi là K-means. Thì các bạn còn nhớ là cái hàm là K-means thôi, DF, rồi cái cluster bằng 3, rồi bắt đầu là bằng 25 cho nó cái giá trị gọi là khởi đầu. Rồi mình sẽ dùng cái hàm là FVIS cluster, thì nó sẽ cho ra cái dữ liệu như thế này. Thì dữ liệu này là nó nói rằng tất cả những cái mà tiểu bang này nè là nó nhóm thành một cái cluster, những tiểu bang này thành cluster, những tiểu bang này thành cluster. Thì bởi vì cái biểu đồ này nó chỉ có hai dimension. Dimension thứ nhất nó giải thích khoảng 62% của tổng số dao động trong giữa các cái cluster. Dimension thứ hai là 25%, tức là hai cái này nó cộng lại nó giải thích được khoảng 87%. Nghĩa là rất tốt chứ phải không các bạn, 87%. Có một số nó không giải thích được như Arkansas rồi nữa. Thì nói chung là West Virginia với Vermont cũng không giải thích tốt mấy. Nhưng mà đa số thì nó làm tương đối tốt. Ok, đến cái bước kế tiếp nữa là mình phải kiểm tra. Sau khi mình đã có cái số lượng cluster mình kiểm tra, thì cái cách mà kiểm tra là chúng ta sẽ tính cái chỉ số gọi là Sewitt. Thì Sewitt này là các bạn còn nhớ là trong bài giảng trước đây là nó là một chỉ số mà phản ảnh một cái đối tượng này hay là cluster này nó giống như đối tượng kia hay là cluster kia là nó là như thế nào, tức là hai cái giá trị là trong mỗi cluster nó giống nhau như thế nào. Thì cái giá trị mà chúng ta quan tâm là giá trị SI. Và I là bằng 1 là khi mà nó có cái khả năng là good cluster, đến trừ 1 là poor cluster. Nên là cái hàm chúng ta sẽ sử dụng là Sewitt. Rồi cái KM hồi nãy các bạn còn nhớ KM là cái ở đây.
KN là cái đối tượng mình là dùng ở K-mean, và cluster distance df, và nó sẽ giải thích cho bạn đây. Thì ở đây chúng ta thấy là có một cái tiểu bang đó, là nó chắc là lẽ là Vermont hay gì đó, hay là Arkansas đó, là nó không có cluster tốt. Thì cái average cluster đây là 0.31, như các bạn thấy là nó không có tốt mấy, vì đáng lẽ nó phải là khoảng gần bằng 1 thì cũng ok. Nhưng mà cái cluster 1 này nó có vẻ rất là tốt, vì cái giá trị trung bình bây giờ nó có thể lên đến 0.5, ở đây cũng vậy. Thì sau đó thì các bạn vẽ cái biểu đồ cây. Thì đây là cái hàm để các bạn vẽ biểu đồ cây. Đầu tiên là mình tính cái E cluster của cái DF bằng cách dùng cái thuật toán là Hexe Plus, rồi mình vẽ cái biểu đồ này rồi rectangular. Thì tóm lại là một cái dự án về phân tích cluster là sẽ được tiến hành bằng 5 bước. Bước đầu tiên là tổ chức dữ liệu, bước thứ hai chuẩn bị dữ liệu, bước thứ hai là hiển thị cái ma trận khoảng cách, bước thứ ba là xác định cái giá trị k tối ưu, bước thứ tư là tính cái centroid, tức là cái giá trị trung bình của mỗi cluster, và sau đó là chúng ta sẽ validation. Thì như tôi nói hồi nãy là đây là bài giảng sau cùng trong chủ đề về cluster analysis. Sau bài giảng này thì tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong một cái chủ đề kế tiếp nữa, cũng nằm trong chương trình Machine Learning. Bây giờ tôi xin tạm ngưng ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong một bài giảng kế tiếp.